Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trà Đá Bix. Hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2024. Nhưng mà hình như qua ngày mới mất tiêu rồi vì mình làm video chắc là nửa đêm. Hôm nay chắc là ngày 3 tháng 1 năm 2024 rồi. Và đây sẽ là buổi livestream đầu tiên của năm 2024 với chủ đề là Weekly Outlook. Mình sẽ đi quanh thị trường một vòng để xem như thế nào, và cũng khá là lâu rồi thì mình mới làm lại chủ đề này. Dạo này thì mình chưa sắp xếp lịch được nên chưa thế nào mà livestream thường xuyên. Thì trong năm nay thì mình sẽ dễ thở hơn một tí rồi, thì chắc sắp tới là mình sẽ làm video lại để cho mọi người cùng xem. Bên cạnh đó thì nhóm Discord vẫn hoạt động nha, và nếu các anh em nào có cần xem những cái kiến thức thì có thể là vào trong nhóm Discord và xem bên trong đấy. Vì mình đã có để cái danh mục cái kiến thức được cập nhật trên YouTube theo một cái danh sách rồi, các bạn có thể dựa vào danh sách đó mà xem. Ok, bây giờ là sẽ xem thị trường vào ngày 3 hôm nay thì chắc cũng là thứ tư rồi, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, để xem 3 ngày tiếp theo thị trường nó như thế nào, và có thể là chúng ta sẽ xem về trung hạn một xíu. Thật ra thì mình cũng vừa làm daily outlook. Daily outlook thì mình vẫn làm thường xuyên cho các bạn trong nhóm nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cũng kể đến Dollar Index này. Dollar Index thì hiện tại mình đang thấy cái đỉnh mà xài được là các bạn có thể nhìn từ đây. Với cái lực từ sóng trên này, chúng ta nhìn từ dưới trước nha. Thì các bạn thấy là cái lực của thị trường được vẽ như sau. Thì cái lực của người bán khá là nhiều. Với mình thì hiện tại mình đang thấy vàng đang tăng trưởng. Vàng tăng là một cái tín hiệu không tốt mấy cho nền kinh tế. Vàng không tạo ra được giá trị theo thặng dư. Việc vàng tăng thì giống như gần như là kiểu nó là một cái thước đo để đo lường mức độ lạm phát rồi đó. Với mình thì mình thấy mức độ lạm phát vẫn còn. Tí nữa mình sẽ nói về cái VN Index một tí. Nên quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy là cái mức độ lạm phát vẫn còn. Hiện tại với những gì mà Fed đang thể hiện với 2 lần ngưng tăng lãi suất, nó ngưng tăng lãi suất chứ không phải là nó bắt đầu giảm lãi suất rồi. Và trong quá khứ thì cũng đã có từng cũng đã có một cái giai đoạn là Fed tăng lãi suất xong, sau đó lại ngưng, sau đó lại tiếp tục, đã từng như vậy rồi. Vì vậy mình hơi thiên hướng là sẽ nghiêng về cái việc là lạm phát vẫn còn. Mình chưa có tin cái việc là lạm phát qua đâu, lạm phát còn và có thể sẽ là lần tiếp theo sẽ tiếp tục nâng lãi suất đấy. Vậy thì về dài hạn mình vẫn thấy là đô lên, chúng ta cứ tạm vứt cái mũi tên này như này đó đấy, khẳng định cái việc là thị trường nó sẽ lên. Bây giờ chúng ta đi lý giải xem lên như thế nào. Lắp vào đây lên luôn chưa, hay là lắp dưới này, tức là lắp từ đáy này, hay là thị trường còn xuống sâu nữa, lắp từ đây lắp lên. Vậy thì chúng ta phải giải quyết cái động lực ở đây đã, trước khi chúng ta nói đến cái lực này. Vì cái lực mà chúng ta đang hướng đến, chúng ta dựa trên một cái nguyên tắc là hoặc là thị trường đang chuyển động mạnh thì chúng ta sẽ cho rằng thị trường có cái khuynh hướng tiếp tục cái xu hướng trước đó. Vì vậy chúng ta sẽ có cái khái niệm là WSY và chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng. Nhưng không phải là cứ vô tội vạ mà đặt WSY nha. Có những cái nguyên tắc mình đã giảng trên kênh YouTube rồi. Và cái thứ nhì nữa là chúng ta với một cái ý nghĩ rằng mong chờ cho một xu hướng có cái lực giảm, cái động lực của cái xu hướng giảm. Xu hướng giảm, để mình đang dùng lại cái từ cho đúng. Cái xu hướng giảm nó có động lực giảm đi. Thì khi đó chúng ta dự đoán cái việc mà xu hướng xuống này nó sắp kết thúc và nhường chỗ là cho xu hướng lên, ngược lại với lại xu hướng lên. Vậy thì ở đây nếu chúng ta cho rằng thị trường giá lên bằng một phương pháp thần thánh nào đó, các bạn dùng những phương pháp ngoài luồng hay là sao cái đi chăng nữa đều được hết, không quan trọng đâu. Quan trọng là các bạn sử dụng sao đối với cái mảng kiến thức này. Bây giờ nó lên chưa, hay là phá đáy lần nữa mới lên, hay là phá cái đáy tiếp dưới này mới lên, hay là phá sâu hơn. Thì với mình phải phân tích cái đoạn này để mình biết được có phải thị trường đang tạo đáy chưa. Hiện tại thì mình đang thấy là nếu mà nói về phân kỳ là cái việc mà đáy sau thấp hơn đáy trước, thì các bạn kết luận là cái lực, cái động lực của giá xuống nó đang giảm. Như mình đã nói,
nó động lực nó giảm chứ không phải nó kiệt sức. Các bạn sẽ thấy rất nhiều hiện tượng như thế này nha, để mình làm cái ví dụ và cụ thể luôn. Đây. Các bạn thấy nha, lực của giá xuống, sau đó thị trường giá xuống một lần nữa, chúng ta có hiện tượng phân kỳ. Rồi mình pop up cái này lên cho nó to lên nha. Bây giờ các bạn thấy thị trường như này, đây là phân kỳ quá rõ ràng rồi. Vậy thì nếu dùng Fibonacci đi, hãy tạm dùng cái này mượn nha, mượn dùng sai đỡ, thì cái ông này ổng bằng có 50% của ông trước à, chứng tỏ là cái lực sau nó yếu hơn lực trước, mà nó yếu nhiều lắm. Mà chúng ta chỉ dùng được với mỗi cái từ là yếu, yếu nhiều thôi, chứ chúng ta không biết được là yếu bao nhiêu, yếu 10 điểm hay yếu 20 điểm hay yếu 50 điểm hay yếu 60 điểm. Nếu đưa ra một con số thì nó chính xác hơn, nó dễ hơn. Vậy thì tạm thời dùng yếu tố đó. Các bạn thấy nè, đây cũng là phân kỳ, đưa nó vào đấy, thấy chưa, đẩy sao thấp hơn đấy trước. Ô, đẩy sao thấp hơn đấy trước, hay quá, hay quá, có phân kỳ rồi, thị trường bắt đầu giảm rồi, thôi bây giờ mua đi, mua ồ ạt đi. Sai, đây là một cái lỗi sai phổ biến đối với những bạn mà sử dụng MACD. Không phải như vậy đâu. Thị trường đây là giảm, chúng ta dùng từ tiếng Việt thì thêm một cái từ nữa cho nó chính xác, động lực thuyên giảm chứ không phải là giảm. Mà nếu nó giảm nhiều quá rồi thì chúng ta thay bằng cái từ kiệt sức đi, để nó dễ mô tả được cái lực của thị trường hơn ha. Rồi mình khuyên là nên để con số để cho nó rõ ràng hơn. Vậy thì với mình đây, nếu gọi là WXY thì không đúng, vì đây rõ ràng là ABC, và ABC này gọi là thị trường kiệt sức cũng không đúng. Nên với mình thị trường vẫn còn đang có động lực, vẫn còn đang có động lực chứ không phải là không. Và mình thấy hai cái vùng tiềm năng nhất mà thị trường sẽ cố gắng quay lại retest là vùng này. Rồi vậy thì thị trường sẽ cố gắng hồi lại đấy, hồi lại tên tên hồi lại bùm 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 lên đây, và thị trường sẽ tiếp tục cái xu hướng trước đó. Vì cơ bản thị trường đang xu hướng xuống, mình chỉ nhắm xu hướng xuống mà thôi. Mình không cố gắng đoán đây là đáy và mua lên làm gì. Vậy thì đây là cái mà mình thấy. Mình chỉ không biết được là trước khi thị trường chuẩn bị sập xuống, mũi tên nào mới là mũi tên đại diện cho cái lực lên đây. Bây giờ lên tới đây thôi hay lên tới đây thôi, hai cái này đều gọi là tiềm năng, nó gọi là đoán mò thôi, chứ không có gì cao siêu hết. Thế thì mình mới không biết. Thôi thì bây giờ mình sẽ nhìn sâu vào bên trong một xíu. Chúng ta có cái đáy này, và đây là H4. Chúng ta có MACD chuyển động giá lên một mảnh một, từ đáy này cắt lên số 0. Ở đây là một mảnh, chúng ta không biết được gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ xuống H1. Hiện tại xuống H1 chúng ta có từ đây cắt qua 0 và cắt lên đây. Đây vẫn là một mảnh không dùng được. Chúng ta xuống M30. Rồi ở đây hơi thú vị này. Ở đây các bạn có thể bỏ qua cái đoạn này đi, vì lý do là để cho mình tiết giảm cái nội dung của video lại. Thực ra cái đáy này mà đi suy luận sâu á, mình giải thích ở một cái chuyên đề khác thì nó hay hơn. Còn bây giờ nói thì nó lạc chủ đề. Rồi vậy thì các bạn tưởng tượng nha, đây là một cái vùng màu đỏ và nó đỏ nối liền ở trên đây. Chúng ta vượt qua vùng không, vậy chúng ta có mảnh lên. Sau đó chúng ta có một cái vùng xanh, và vùng xanh này lại vượt xuống dưới không, chúng ta có mảnh xuống, và cái vùng này vượt trên không, chúng ta có một mảnh tiếp theo. Chúng ta có ba mảnh nhìn thị trường, chúng ta đặt tên là WXY. Vì sao? Vì đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, chúng ta có động lực gia tăng. Rồi, động lực gia tăng mà còn tăng mạnh nữa chứ không phải tăng thường. Mà nếu mà có dịp thì mình sẽ nói là cái việc tăng mạnh thì mạnh tới đâu, mạnh cỡ nào. Mạnh vậy là mạnh dữ chưa, mạnh dữ thần chưa. Đấy thì đi chuyên sâu thì chúng ta sẽ lý giải những cái câu đấy. Bây giờ thị trường có cái màu tím này là WXY, chúng ta mong chờ một vùng hồi. Hồi cỡ này được không? Hay là hồi sâu hơn, hay là hồi sâu hơn? Với mình một cái vùng hồi nó nên chạm được cái trendline này. Chạm nha, trendline này không có ý nghĩa gì hết nha. Không phải là chạm ở đây bật lên, sau đó là các bạn lại tới đây, các bạn bấm nút mua, mua xong stop loss dưới cái đường trendline này. Không có vụ này nha. Chưa bao giờ mình dùng kiểu này. Đây là cái đường trendline, nó cũng giống như cái MACD, nó chỉ báo về xu hướng. Và cái xu hướng như này, mình đang dùng này để mình đo cái kích thước. Cái kích thước, đấy, kích thước của một vùng hồi nên tầm này, chứ không phải là đây là cái vùng cản hay cái gì đó nó bật lên đâu nha. Ở đây, sau khi có một vùng hồi, thì đây là một cái vùng hồi mà có kích thước tối thiểu ở đây. Nó có thể lơi lơi, nó dài ra một tí, nhưng không sao. Thì tại đây, chúng ta sẽ có một cái vùng hồi. Và các bạn sẽ nhắm cái vùng hồi này, các bạn đánh lên.
Hãy đánh lên trên này. Và trước tiên chúng ta đánh lên trên này đã, thì nội dung này sẽ bao trùm được thứ năm, thứ sáu, và các bạn sẽ xử lý cái luồng thông tin này phòng khi là nó trôi qua tới thứ hai tuần sau. Thì nếu mà các bạn thấy thị trường hồi lại, các bạn mua lên, và sau khi thị trường tiếp cận vùng đỉnh này thì các bạn phải đánh giá lại nếu thị trường chuyển động theo cái kiểu này. Đấy, lên này, lên như này, thì các bạn cắt lệnh luôn vì thị trường sẽ chuẩn bị sập lần nữa. À, còn mà thị trường mà nó chuyển động như này, chuyển động như này, sau đó nó spike thẳng lên giống như thế này, để spike lên, hồi nhẹ cái spike lên, thì các bạn tiếp tục hold. Hold là từ hold ở đây rồi, giữ ở đây, vì chúng ta sẽ có một cái vùng phát triển hơn. Cái đoạn này thì sẽ nói sau khi mà thị trường có lệnh vào đã. Bây giờ chúng ta sẽ bàn sâu về entry thôi. Rồi thì mình thấy cái lệnh này khá là ok nên chúng ta sẽ tập trung vào lệnh này. Hiện tại thì nếu thị trường hồi lại, các bạn phải hiểu cái hồi lại này là cái chúng ta mong chờ. Nếu có cái hồi lại này thì mình sẽ nhận định việc mua lên, mình sẽ đặt tiền vào việc mua lên, mình sẽ vào lệnh, mình sẽ stop loss để mình đánh cái lệnh mua lên này, chứ lệnh bán này mình không có đánh. Nên các bạn đừng có nghĩ rằng mình vẽ như này là thị trường bắt đầu sẽ di chuyển xuống, sau đó thị trường nó lại tiếp tục nó di chuyển lên như thế này, rồi nói mình nói sai, tội nghiệp mình quá nha. Thị trường tại một thời điểm, dù cho các bạn có tin tin tưởng thông văn kiểu nào đi chăng nữa, các bạn có tỷ lệ thắng bao nhiêu đi chăng nữa, thị trường chỉ có hai hướng, hoặc là lên hoặc là xuống. Tỷ lệ thắng của các bạn có 80% đi chăng nữa, chứng minh qua nhiều năm tháng thì thị trường nó cũng chỉ có lên và xuống. Tỷ lệ thắng luôn luôn là 50%. Vì vậy, khi thị trường giá lên, mình không nói. Khi thị trường giá xuống, mình để ý. Vậy thì nếu thị trường giá xuống, nên mình mới kêu các bạn là để ý cái việc này. Nên mình mới dùng cái từ là mình hy vọng thị trường giá xuống. Vì lúc đó, cái kiến thức của mình sẽ áp dụng được trong trường hợp này. Nếu thị trường giá xuống và mình sẽ mua lên được. Còn nếu mà thị trường giá lên, kiến thức của mình không sử dụng được, vì vậy mình không mong đợi nó, chứ không phải là mình phủ nhận nó. Các bạn hiểu cái điều này, nếu mà xem video của mình thì nhớ hiểu điều này nha. Điều này mình hay bị hiểu lầm lắm. Mình không có nhận định thị trường giá xuống, mình đang nhận định thị trường giá lên sau khi thị trường giá xuống, nhớ nha. Rồi vậy thì chúng ta đang làm gì? Mong đợi một vùng hồi, chúng ta mua lên. Những cặp này, bốn cặp này, chúng ta đều mong chờ vùng hồi và chúng ta sell xuống. Rồi nhìn nhanh thì các bạn sẽ thấy là đối với euro nó xuống một mạch như thế này, GU nó sẽ xuống với một spike thẳng như thế này, và Aussie và New Zealand thì nó sẽ khác. Thì mình xếp thứ tự bốn cặp này, các bạn dựa vào cái cách mà nó tạo lập thị trường, các bạn đoán cái động lực tương quan, động lực của liên thị trường, nó gọi là correlation đó. Rồi với mình thì hiện tại mình đang thấy GU nó đang xuống mạnh nhất. Nếu thị trường hồi lại đây, lăn quanh đây, các bạn sẽ có một lệnh bán. Đây là lệnh bán mà mình khuyến khích các bạn. Cái lệnh thứ nhì mà mình khuyến khích các bạn là lệnh euro. Đấy, nếu ở đây có cái vùng hồi, các bạn đều có thể bán xuống. Hai lệnh bán này là hai lệnh được ghi nhận. Trong đó thì mình vẫn thấy cấu trúc xuống của Aussie và New Zealand. Nhưng so về động lực thì các bạn thấy nè. Ở đây ông chạy một mạch nè, đây hồi rất là ít. Đây, hồi rất là ít là như này nè. Đấy, hồi về chưa được 38.2 nè. Rồi nè, 38.2 nè. Này thấy không? Nhìn Aussie nè. Một phát một là nó hồi về 78 nè. Đấy, nếu mà kéo xuống dưới đây là nó hồi lên 61.8 nè. Thấy chưa? Đấy, New Zealand thì đỡ hơn xíu. GU thì không. Hồi một xíu, cắm thẳng xuống. Nên lực xuống mạnh nhất. Lực xuống nha, chứ không phải mình nói giá xuống nha. Giá xuống là sai. Mình không có nói đây là thị trường đang giá đang xuống, mà mình đang nói lực xuống. Các bạn sẽ thấy hai cái khái niệm này nó khác nhau. Bây giờ mình nói xong cái này đó, thì mình thấy cái lực xuống của GU đang là đứng đầu, Euro đang là đứng thứ nhì, và New Zealand đang là đứng thứ ba, và Aussie đang là đứng thứ tư khi nói về bảng xếp hạng giá xuống. Vậy thì ngược lại, đây sẽ là đứng đầu khi nói về giá lên, và đây sẽ là đứng thứ nhì khi nói về giá lên, đây sẽ là đứng thứ ba, và đây sẽ là đứng cuối cùng. Vậy thì khi các bạn chọn, chẳng hạn như
Euro Aussie, Euro New Zealand, Pound Aussie và Pound New Zealand. Bốn cặp này là bốn cặp mà các bạn thấy là ở H4 chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian trade từ dưới này rồi. Ở dưới này đoạn này thì mình ngưng làm video nên cũng không có nói gì mấy. Đây là những cái vẽ cũ nè, thôi xóa nha. Thì thị trường sẽ tiếp tục di chuyển giá lên với cấu trúc là 5-6 ở đây. Động lực giá lên vẫn còn đối với daily và weekly. Dù cho thị trường có lên trên này, sau đó xuống một lần nữa rồi lên. Điều này mình sẽ nói ở một chương trình sau vì nó khá là dài. Thì các bạn nhìn đi, dù cho nó lên kiểu này đi chăng nữa, hoặc là lên thẳng đi chăng nữa, thì chúng ta có một cái mũi tên trùng với nhau. Tức là kế hoạch xảy ra, kế hoạch nào xảy ra đi chăng nữa, chúng ta đều mua lên. Và bốn cặp đều có hiện tượng tương tự. Nên các bạn chỉ cần quan tâm là giá lên thôi, và chúng ta tập trung tìm giá lên. Chúng ta không cần biết giá lên như thế nào ở thời điểm này. Và khi thời điểm thị trường chạm vùng này, chúng ta sẽ bắt đầu đặt giả thuyết, đặt vấn đề và đi giải thích với nhau. Ok. Rồi, vậy thì ví dụ như các bạn nhìn đây. Power gì? Thị trường xuống hồi nha, sau đó cắm mạnh xuống. Sau đó hồi này. Sau đó cái phần cuối cùng là các bạn nhìn này. Xuống hồi sau, sau đó cắm thật mạnh xuống, hồi sau cắm thật mạnh xuống. Thấy cái cách nó di chuyển không? Rồi. Euro này. Xuống hồi sau cắm xuống và cuối cùng là không có cái đoạn cắm thật mạnh xuống. Mà cái đoạn cuối này thị trường nó cứ lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống, chứng tỏ cái lực xuống của nó khá là yếu. Và để hiểu được khái niệm này thì cái bài này nó phải nằm sau cái bài mà các bạn hiểu về động lực ABC đã, và nó rất là khó hiểu ở những thời điểm ban đầu nên mình mới phát minh ra. À, gọi là phát minh thì cũng không đúng, mình đang thừa hưởng lại những cái gì mà ông Elliot làm thì mình mới sử dụng khái niệm là ABC. Thì các bạn nhìn đối với Power Aussie, ở đây nguyên cái thị trường giá xuống, các bạn đánh dấu từ trên đỉnh này, các bạn sẽ thấy được nó là gì, xuống xuống và xuống mạnh hơn, đúng chưa? Đấy, xuống mạnh hơn, chúng ta thậm chí có thể gọi nó là WSY. Nhưng đối với Euro Aussie, các bạn nhìn này, thị trường từ đỉnh này nhìn dưới này, ở đây có nhiều mảnh quá, ở đây chắc là chúng ta nhiều bạn mới nên chúng ta làm từ nha. Ở đây có nhiều mảnh thì chúng ta sẽ lên khung thời gian nhẹ cái là mất tiêu hai mảnh kia. Rồi thì chúng ta hiểu hiểu được là thị trường từ trên xuống cắt qua khỏi số 0. Xuống, chúng ta có một mảnh xuống. Chúng ta có một mảnh lên, cắt qua số 0, chúng ta có mảnh lên. Sau đó thị trường cắt qua số 0, chúng ta có một mảnh xuống. Thị trường các bạn filter bớt những cái này đi. Lọc bớt đi. Con mắt chúng ta phải chuyển về việc là thị trường chỉ có một mảnh xuống, một mảnh lên và một mảnh xuống. Lúc đó mới label ABC được. Chứ không phải là label đây là AB, gọi là đây là C. Không được. Vì ABC là biểu hiện của một xu hướng xuống đang mất đi động lực xuống, giảm đi động lực xuống hoặc là kiệt sức về động lực xuống. Vậy thì đầu tiên nó phải xuống đã. Nó phải xuống thì trước tiên nó phải có xu hướng xuống đã. Được 4 điểm đỉnh đáy thấp dần. Đây chưa đủ. Rồi, 4 điểm đỉnh đáy thấp dần rồi, có xu hướng xuống rồi thì lúc đó mới bàn cho việc là xuống mạnh hay xuống yếu. Xuống mạnh là mạnh dữ chưa, xuống yếu là yếu dữ chưa, lúc đó mới thêm ABC hay là WSY hay là 123 chó mèo gấu gì đó, muốn thêm gì thêm, nhưng phải có xu hướng đã và xu hướng xuống đã. Nên vẽ ở đây không đúng, vẽ ở đây lại sai từ đầu, tại vì chúng ta có một cái mảnh như này, một mảnh như này. À, được rồi, chúng ta có một mảnh như này, một mảnh như này, không không, chúng ta có một mảnh như này, 1 2 3. Còn đây là 1, 2, 3. Thì không thể nào mà đi gom nguyên từ đây xuống như này, đi so sánh đây được. Sai. Thị trường giá lên này, hồi lại này. Lên này, hồi lại này. Lên này. Đấy. Sau đó các mấy bạn mới nói là ừ, thị trường đang có động lực giá lên mạnh. Nhìn này, cái lực này, W, X, Y, mạnh chưa? Câu trả lời là không trả lời được nha, chứ không phải là mạnh hay yếu ở đây. Mà là cái bạn muốn biết thị trường giá mạnh hay không thì nó phải tăng, sau đó nó tăng lần nữa thì các bạn sẽ so sánh được hai lần tăng đó. Các bạn biết là lần này tăng 10 pip, lần này tăng tới 15 pip. Vậy thì lần sau mạnh hơn lần trước, đúng không? Nhưng ở đây nó đâu có cùng hệ.
liệu rằng cái lần đầu nó xuất phát từ đáy này, nó tăng 10 bip, lần sau nó chỉ tăng có 5 bip, hay là cái lần này là nó tăng, đây là tăng 6 bip và tăng 5 bip. Các bạn phải cùng một hệ, phải đưa nó về một hệ quy chiếu, chứ các bạn không thể nào chọn cái đáy ngẫu nhiên được. Nên luôn luôn thị trường sẽ tồn tại ba sóng. Và thì trong trường hợp này, thị trường các bạn phải chọn được đâu là đỉnh của giá xuống thì các bạn mới lấy được. Các bạn lấy từ trên, các bạn so cũng sai, lấy từ đây so cũng sai. Và muốn lấy đúng thì phải biết được mảnh nào thuộc mảnh nào. Nha, nhớ nha. Rồi, trong khuôn khổ này chúng ta nói ngắn thôi. Chúng ta sẽ tạm thời dùng một mảnh xuống, một mảnh lên và một mảnh xuống. Nhiệm vụ của các bạn là so sánh hai cái mảnh xuống này thì các bạn mới biết được lực đang xuống 10 bip, giờ xuống còn có 6 bip, thì đó là lực xuống giảm. Thấy chưa? Giảm, giảm. Với cái ông G này, chúng ta thấy WSY xuống. Với ông này, chúng ta thấy phân kỳ. Ủa kỳ vậy? Hai cặp này cùng ghép vào Aussie. Aussie tức là cặp AUD đó. Euro Aussie và Pound Aussie. Sao tự dưng hai ông này có Euro xuống nó yếu mà ông này lại xuống mạnh như hồi nãy mình đã nói? Vì lực của ông GU mạnh nó sẽ xảy ra hiện tượng đó. Đây là các bạn đang thừa hưởng cái kết quả thôi. Chứ thật ra khi trong cái nhóm daily lúc á thì chúng ta phải nhìn ngược lại, chúng ta đi so sánh hai cặp này, chúng ta hiểu về tương quan thị trường, hiểu về lực đã, sau đó chúng ta mới ra được kết quả là GU đang di chuyển mạnh theo giá xuống. Vậy nếu có cặp nào trong bốn cặp này phải sell, chúng ta sell GU. Nhưng nếu bốn cặp này có cái nào phải mua thì chúng ta mua Aussie và New Zealand. Đấy, ý nghĩa là như vậy. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta bàn đến cái việc hồi nãy chúng ta nói về ok ở đây giá lên nha, so với nha, cái này những lệnh trong quá khứ là lâu quá không làm nên còn. Rồi, chỉ mua tên lên. Rồi, bạn nào chưa hiểu 1, 2, 3, 4, 5 này á thì xem lại cái bài về Motive Way sống chủ đạo. Mình có video nói về cái này. Năm sóng khác với ba sóng nha. Thị trường luôn luôn tồn tại chỉ ba sóng, mà ba sóng không có khái niệm năm sóng. Khái niệm năm sóng chỉ là một cái câu nói cho cái việc là WSY mạnh và mạnh cỡ nào. Thì cái mạnh cỡ nào nó có nhiều cấp độ và 1 2 3 4 5 là một trong những cấp độ đó. Rồi, ở đây chúng ta tìm lên. Euro chúng ta tìm lên như mình đã nói. Nếu phải tìm lên thì chúng ta sẽ đi theo cái dòng này. Nếu tìm xuống, GU sẽ là con đầu tiên chúng ta tìm. Nhưng tìm lên thì phải lấy Euro thay cho GU. Đúng chưa? Rồi, vậy thì Euro bản thân nó đã có động lực thị trường thuyên giảm và có key level nằm đây. Đây là key level nhỏ của thị trường và chúng ta có key level lớn nằm đây với APC. Và ba mảnh nhỏ này đừng có ghép cái đây nha, nguyên cái từ trên xuống dưới này là thành một mảnh rồi. APC đổi màu đi, màu đỏ nằm đây và màu hồng phải nằm từ dưới này. Sau đó chúng ta có cái cấu trúc lớn hơn là 1 2 3 4 5 mà xanh phải nằm đây, không phải để đây nha, không phải để đây, không phải để đây nha, mà có chỗ để đàng hoàng nha. Ở đây rất nhiều mảnh đúng không, làm từ từ nha. Đánh dấu từ đáy này, đánh dấu lên tới trên đỉnh này nha. Rồi, muốn hiểu được thị trường như nào thì phải qua daily này. Đấy, tách hết, bóc tách hết, một mảnh lên, cắt lên, một mảnh lên, cắt xuống, một mảnh xuống, cắt lên, một mảnh lên, cắt xuống, một mảnh xuống, cắt lên, một mảnh lên, và tới đây là hết rồi. Thì chúng ta biết là chúng ta đang trong mảnh lên này. Đấy, chứ không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đặt lung tung nha. Trời, thị trường nó trông như thế này. Rồi, bên cạnh đó là ABC. ABC trông như thế này chứ không phải là ABC vô tội vạ ở đây, không phải. Mà muốn biết được ở đâu lại phải bóc tách, đáy nằm đây, đỉnh nằm đây. Rồi, lên weekly thị trường. Ok, đây là một khối này, một mảnh xuống nè,
cắt xuống, giá xuống, cắt lên, giá lên, cắt xuống, đây một lần nữa, giá xuống, chỉ có 3 mảnh mà thôi. 1, 2, 3, phát key level rồi. Bây giờ thị trường đang hồi lại, sau khi hồi lại làm gì tiếp? Sau khi hồi lại thị trường giá lên. À, chúng ta sẽ tiếp tục phá đỉnh đây một lần nữa. Vậy thì trong tương lai, Euro chia cho Aussie sẽ tăng nhiều. Liệu Euro tăng giá hay là Aussie mất giá đây? Đồng tiền châu Á và đồng tiền châu Âu, lực nó sẽ như thế nào? Đây là cái dấu hiệu đầu tiên của việc chúng ta tìm mua, chứ không phải là cứ gặp ABC là thị trường chắc chắn sẽ đảo chiều. Thị trường thường đảo chiều khi có ABC, chứ không phải thị trường đảo chiều vì ABC. Nha, nhớ nha, thường đảo chiều khi có ABC, chứ còn thị trường mà đảo chiều nó vì nhiều lý do lắm. Vì lý do 1, lý do 2, lý do 3, lý do 4, lý do 5, lý do 6, dẫn đến cái việc là thị trường đảo chiều. Trong đó, kiến thức của chúng ta chỉ bao trùm được cái này. Nên chúng ta sẽ suy ra thị trường sẽ đảo chiều khi có ABC. Chứ không phải là thị trường đảo chiều chỉ vì ABC. Nó có rất nhiều lý do. Vì vậy, khi chúng ta muốn bắt thị trường đảo chiều, chúng ta phải chờ ABC là như vậy. Đấy, chúng ta cùng chung sống hòa thuận với lại những cái phương pháp khác, những cái phương pháp mà kiến thức của chúng ta chưa đủ và phải học tập thêm từ những cái các đồng nghiệp khác. Rồi vậy thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ có bốn dấu bài nằm đây, vì bốn cặp này đều tượng trưng cho xu hướng lên hết. Đấy, thấy không? 1, 2, 4, 5, đây xóa bớt nha. Đây cũng là 1, 2, 3, 4 và 5. Như mình đã nói, nếu xu hướng bay bỏ 2 g đi, chỉ chọn hôm nay. Và ngược lại, thị trường nếu thời điểm hiện tại nó chắc chắn lên chưa? Nếu chưa chắc chắn thì xu hướng hiện tại là đang xu hướng xuống. Nếu tìm xu hướng xuống thì phải tìm 2 hôm nay. Đây là xu hướng xuống ngắn hạn. Nếu ngắn hạn, trung hạn thì đánh 2 hôm này giá xuống cho đến khi tìm được đáy rồi. Và đến khi tìm được đáy, đến lúc mua thì lại đè 2 hôm này ra mua. Đấy. Và mình đã scan thị trường một vòng rồi, hiện tại thì mình chưa thấy dấu hiệu của việc bán nha. Mình sẽ cắt bớt cái thời lượng video nằm đây. Mình sẽ tóm tắt cái chỗ là đây là ABC và các bạn dùng thẳng Euro Aussie. Euro New Zealand sẽ có một cái key level nhỏ nằm đây. Nhưng để chấm theo cái mức độ đẹp thì mình chọn Euro Aussie sẽ nhỉnh hơn Euro New Zealand một xíu. Rồi, tiếp theo chúng ta nhìn thử mình Aussie và New Zealand. Đây là hai cặp châu Á với cái tốc độ cắm mặt xuống đất như thế này. Với Euro nhìn này, cắm thẳng xuống. GU này, 1, 2, 3, cắm thẳng xuống. Nhưng Aussie thì nó lại di chuyển chậm hơn. Nếu để ý thì chúng ta sẽ xuống ở khung thời gian thấp hơn. Thậm chí các bạn sẽ thấy cái động lực của nó xem nhau. Đấy. Còn những ông này toàn bộ là WSY hết, không kiếm được đâu. Aussie như thế, New Zealand như thế. Bây giờ tìm lực tương quan thị trường như thế nào đây? Ở đây mình đang thấy là lực của New Zealand mạnh hơn Aussie trong việc giá xuống. Hồi nãy chúng ta đã xếp, nếu phải so tiền châu Âu với tiền châu Á, thì lực xuống của tiền châu Âu đang mạnh hơn tiền châu Á. Và trong hai đồng tiền châu Á, Aussie và New Zealand, thì chúng ta có New Zealand xuống mạnh hơn. Điều này đồng nghĩa với lại cái giấy này. Ví dụ như New Zealand chip, Aussie chip thì chúng ta sẽ chọn điểm sell là điểm Aussie chip chứ thay vì New Zealand chip. Và cũng như vậy, chúng ta sẽ bắt cầu qua một xíu. Đối với lại cặp chip này, các bạn thấy thị trường đang có key level vừa bị phá vỡ xong với ABC nằm đây. Thị trường đang bị phá vỡ bằng cái gì? Cái level này bị phá vỡ bằng một cái 1, 2, 3, 4, 5, thị trường đang hồi lại. Và chúng ta sẽ tiếp tục sell xuống dưới này. Đấy. Tương tự như vậy, sẽ có New Zealand chip. New Zealand chip sẽ có ABC nằm đây. Đấy.
ABC, và chúng ta cũng sẽ có 1, 2, 3, 4 và 5 xuống như này. Vậy thì vô hình chung hai cặp này nó cùng với nhau một cấu trúc, chứng tỏ là chip đang di chuyển xuống khá là mạnh đúng không? Rồi vậy thì phân vân quá, bây giờ OG chip và Neuron chip đang chọn ông nào đây? Thì theo nguyên tắc hồi nãy mình nói, nếu giá xuống đi đầu Anh, sau đó tới Euro, sau đó tới New Zealand và tiến tới là Aussie. Và trong cái cấu trúc này thì chip đang có vẻ, USD chip đang có vẻ xuống mạnh, nên chúng ta sẽ cần ghép với lại một ông đứng đầu mạnh mà trong giá xuống, đó chính là New Zealand. Vậy thì chúng ta sẽ chọn New Zealand chip thay vì Aussie chip. Cấu trúc này đang ok hơn. Đây, hai cặp này vẫn như nhau nha. Mà nếu phải ra một quy định chọn thì mình sẽ chọn New Zealand chip thôi. Hai cặp này vẫn là đang sell xuống, các bạn tranh thủ sell xuống hai cặp này, Aussie chip và New Zealand chip. Rồi ngoài ra thì cặp Aussie card chúng ta có một số gỉ như sau. Cái này thì chắc là phải nói trong nhóm kia mới được. Cái này nó hơi khó. Hiện tại Euro card mình đang canh thị trường như sau, chúng ta có ABC đang bị phá vỡ. ABC và chúng ta đang có trendline trong nó như thế này. Thị trường nó đang hồi như thế này. Đây là first symbol, chúng ta phá vỡ bằng 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chúng ta có Fibonacci. Thị trường sẽ có mốc 50 nằm đây. Đây là mốc và thị trường sẽ bắt đầu tìm lệnh được. Chỉ là một cái để tham khảo nha. Chứ 50, 61.8 này không có giá trị gì hết đó. Đây là vùng ok nhất để tìm. Mình thì đang canh me cái vùng 61.8. Rồi, bên cạnh đó chúng ta sẽ về yếu tố về time factor. Time factor mình cũng đã từng nói qua rồi. Vì cái này trên mình có làm video hết rồi. Time factor. Ở đây chưa đủ 1-1. Một lên và một xuống nằm đây. Vậy thì đây là thời điểm mà thị trường sẽ giao thoa, nên mình sẽ chọn một cái điểm hợp lý nhất trong như thế này. Đấy. Và tới đây sẽ là limit của mình và thị trường nó sắp rồi. Nó sẽ báo hiệu cho mình biết là thị trường nó cần hồi nữa, hồi sâu hơn một xíu. Và điểm lý tưởng là nên là 61.8, lý tưởng thôi nha, chứ 61.8 này không có ý nghĩa gì hết. Nó chẳng là vùng cản hay là cái gì hết. Tới đây chúng ta có thể bắt đầu dò đáy được rồi và lên được rồi. Đấy. Và chúng ta đánh lên, đây là một lệnh trung và dài hạn. Và thời điểm mà thị trường bắt đầu xuất phát là mình dự đoán là ngày 16 tháng 1 năm 2024, tức là khoảng 12 ngày nữa sau khi tính từ cái đáy này, nên mình đang có một cái lệnh limit mình canh ở đây và mình sẽ bắt cái vùng lên như thế này. Nhưng hiện tại thị trường đã bắt đầu lòi ra cái ABC đầu tiên của thị trường, báo hiệu rằng vùng hồi mà các bạn đang thấy để chúng ta nhận định tiếp thị trường giá lên này nó đang dần dần lộ ra, đây là đáy. Nên các bạn tập trung vào cái key level này và chúng ta sẽ bắt đầu tìm cái thị trường giá lên. Rồi, còn mua như thế nào thì chắc là phải chờ thị trường nó loanh quanh cái vùng này thì mình sẽ cập nhật sau. Bây giờ nói thì nó hơi nhiều cái trường hợp, chả biết trường hợp nào để mà nói. Trường hợp nào cũng có cách xử lý hết á, nhưng mà nói xong nó sẽ tốn rất là nhiều thời lượng cho một cái trường hợp không cụ thể nào đó. Rồi xóa bớt nha. Mình sẽ nhận định là từ đây thị trường sẽ giá rồi lên. Eurocard được. Baocad là một cặp cũng có thể thay thế được, nhưng hiện tại nó đang có một ít lực xuống. Nên nếu thị trường mà nó sideways ngang, nó xuống, nó tạo cho bản thân nó một cái ABC nằm cuối trong nó như thế này, thì đây vẫn là một cái lệnh lên sánh ngang với lại Eurocard. Nhưng hiện tại Eurocard vẫn đang xếp đầu vị trí. Bởi lẽ ngoài cái cấu trúc này ra, Eurocard cũng có cái này nha. Thì nó còn có cái cấu trúc bên trái là ABC được hỗ trợ. Nhìn này. Đấy. Phá key level này thấy không? Ngon lành chưa? Ở đây tìm lên. Nhưng Gcash thì không khó. Nên nếu mà đánh, mình khuyên các bạn đánh Eurocard là dễ nhất. Gcash thì mình phải cập nhật liên tục thì mình sẽ báo với các bạn sau. Đối với những bạn đang canh con này thì lâu quá không nói ha. Chúng ta đang có một vùng hồi.
thị trường phá vùng hồi này bằng một cái sóng impulse. Thị trường này đã hồi rất sâu, đúng chưa? Và thị trường này cũng đã tới cái thời điểm time factor chín mùi rồi. Mình đoán thì nó phải là sắp đủ rồi. Đấy, sắp đủ rồi. Mà vẽ cho đúng thì nó phải nằm đây. Đấy, thì cỡ đây là bắt đầu sắp đủ rồi. Yếu tố time factor đã xong, nên vùng này mình đang nhận định thị trường sắp sửa cắm mặt xuống đất. Nhiệm vụ của các bạn là đi trả lời xem thị trường chuẩn bị cắm mặt luôn rồi hay nó dạo quanh lên trên top một lần nữa rồi nó mới cắm mặt xuống. Đây, hai mũi tên giá xuống nhưng không biết đâu là đỉnh. Vậy thì một số bạn mới xoay như sau, mình thấy đúng không có sai hết. Em thấy thị trường giá xuống mà em không biết đâu là đỉnh, nhưng mà chắc chắn trên này đỉnh thôi, em sell luôn, em stop loss trên này được không? Được, trade như này quá dễ, tại vì trade này là quá làm biếng luôn. Risk này qua có 1,79 à, thôi bây giờ bạn trade như này thì mình cũng không phản biện được, nó vẫn có lãi là được. Nên đây sẽ là cái trade đầu tiên mà các bạn có thể chú ý đến. Cái trade thứ nhì là các bạn phải chú ý đến cái việc là liệu rằng đây là đỉnh chưa. Muốn biết được thì phải nhìn tới đáy này lên. Ở đây nguyên một mảnh cắt lên hết, không có một thông tin nào hết, sau đó cắt xuống nguyên cái này một mảnh không có thông tin nào hết. Các bạn phải xuống khung thời gian thấp hơn, bóc tách nó ra. Nếu mà các bạn bóc nó mà bóc mạnh quá và đã lỡ ra 5, 7, 9 mảnh á, thì phải nâng nó lên nha. Bây giờ chúng ta xuống H1, chúng ta coi thử. Đây, lỡ tay xuống H1 cái lỡ ra một nùi luôn. Bây giờ chúng ta lên H2 nha. Đây là mất đi 2.25 luôn hả? Ghê vậy. Hay thôi. Ok, chúng ta sẽ có là một mảnh lên, sau đó một mảnh xuống. Đây, cắt số 0 lên, một mảnh lên, cắt số 0 xuống, một mảnh xuống. Và cắt số 0 lên, nguyên cái này không có cái gì hết thì tới đây mới bắt đầu cắt xuống, thì chúng ta có một mảnh lên và nguyên cái này. Nhớ đôi mắt âm dương của chúng ta phải nhìn được là ở đây, nguyên cái này là một khối nha. Đấy, bật con mắt âm dương lên, filter hết mấy cái này đi, đừng có nhìn thị trường theo kiểu là thị trường nó còn những cái này nữa, mà phải chuyển về việc 1 2 3, thị trường lên 10 pip, thị trường hồi lại, sau đó thị trường đẩy lên 30 pip kinh khủng khiếp, thị trường có lực đẩy lên, thị trường còn lực đẩy lên. Nên chú ý, rất có thể thị trường sẽ retest cái vùng đỉnh này một lần nữa, tạo tiền đề cho những bạn nào mà đánh thì nó sẽ là A, là B, là C, phá key level là các bạn có thể sell xuống sập sàn và tạo tiền đề cho những bạn đánh production tại vùng này nếu retest đánh được. Đấy nha, đây production đánh được, khi thị trường lên đây retest một lần nữa, reaction đánh được, key level đánh được. Rồi các bạn thích mở đường MA gì đó, hai đường MA cắt nhau thì các bạn mở, thích phương pháp, phương thức kỹ thuật nào đó thì mở ra, xài cũng được hết á, miễn sao đánh xuống thôi. Rồi, vậy vấn đề là thị trường đang lên chưa? Đang lên chưa? Muốn biết nó đang lên chưa? Đánh dấu cái này cái nhà. Thì phải nhìn từ vùng đỉnh này. Nhìn đây, thấy gì? Thấy thị trường từ đỉnh này cắt xuống số 0. Ok, một mảnh cắt lên số 0. Ok, hai mảnh. Thị trường cắt xuống đây, thị trường ba mảnh. Vậy thì chúng ta đang có, ôi, mình bấm cái gì vậy ta? Chúng ta đang có 1 2 3. Đừng có vẽ cái này vô nha, đừng có đếm mấy cái này làm gì. Thị trường nguyên cái này là thành một mảnh rồi. Đừng có đem đo cái lực này với lại cái lực này, nó không có gọi là không cùng đẳng cấp, không nói chuyện được hai cái này. Ông này đẩy xuống 10 pip. Ông này hồi lại, ông đẩy thêm lần nữa 20 pip. Cha, ông này mạnh hơn ông này. Đây gọi là cùng đẳng cấp, cùng hệ quy chiếu. Chứ tự nhiên lấy cái ông 20 này với lại cái ông nhỏ xíu đây. Ông này 5. Sau đó nói ông 20 này lớn hơn 5. Vậy thì thị trường đang WSY sai. Nó phải cùng hệ. Nó phải là tính là một lượt đẩy xuống. Đây là một lượt đẩy xuống thì mới được. Cũng giống như việc đây nói là xuống như này là sai. Nó phải tính là cả một lượt đẩy xuống với lại một lượt đẩy xuống như thế này thì phân mảnh ra mới thấy được. Đây là WSY. Này khó nha, nghe nha. WSY mình sẽ ký hiệu thôi. Có mấy bạn mới thì WSY đi.
Rồi bây giờ sao? Ủa, W xoa giá xuống mà. Rồi sau đây nói giá lên là sao không hiểu? Vậy rốt cuộc là lên hay xuống? Giờ nói riết giờ thành ra xuống cũng được mà lên cũng được. Ông này nói chuyện ba phải dễ sợ. Thôi thì như này, các bạn làm từ từ. Các bạn làm khung nhỏ trước. Khung nhỏ xuất hiện không có nghĩa là khung lớn sai. Khung lớn nó chỉ nói là thị trường có thể lên, chứ khung lớn nó không nói là thị trường đang lên. Hai cái này nó khác nhau. Không muốn biết xem thị trường nó có đang lên chưa hay là nó làm cái gì nữa rồi nó mới bắt đầu lên thì phải nhìn khung nhỏ. Thì cái khung nhỏ này lại nói là thị trường đang xuống, vậy thì cứ để thị trường xuống, sau đó chúng ta nhận định giá lên. Sau đó thị trường giá lên rồi, chúng ta lại kẹp cái ABC này nói thị trường giá xuống. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái kế hoạch như sau. Các bạn phải hiểu một cái nguyên tắc như này: thị trường mà nó có ABC thì thường nó sẽ đảo chiều, chứ thị trường không đảo chiều vì ABC. Hiểu nha. Nói lại cái vật này hồi nãy nữa: lý do 1, lý do 2, lý do 3, lý do 4, lý do 5, lý do 6 dẫn đến cái việc thị trường đảo chiều xuống 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 xuống. Trong đó có lý do đầu tiên, đây là Nguyễn Văn ABC dẫn đến thị trường đảo chiều. Vậy thì khi có ABC, thị trường sẽ thường đảo chiều, chứ không phải thị trường đảo chiều vì ABC. Thị trường nó đảo chiều vì nhiều lý do lắm, lý do này, lý do này, lý do này, ai biết được. Thôi, gọi những cái ai mà biết được đó là cấu trúc ngoài luồng đi, kiến thức ngoài luồng đi. Ha, chúng ta sẽ bàn ở chủ đề khác. Vậy thì các bạn phải hiểu đây. Đây, 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 đây. Thằng này là ABC. Nó phá cái level rồi, nó hồi lại rồi, nó chuẩn bị giá xuống. Nó chuẩn bị giá xuống. Chúng ta biết thị trường giá xuống, đây là đúng vì chúng ta đang bám đeo ABC. Có ABC, có thông tin. Thị trường nếu muốn xuống, các bạn phải luôn luôn chỉ ra được có ABC không? Phá key level là sell xuống, hoặc là 1 2 3 4 5, tức là WSY giá xuống mạnh. Còn nếu mà giá lên, trả lời phải chỉ ra được có ABC giá xuống như này không và chúng ta mua lên, hoặc là thị trường đã đang lên mạnh rồi chúng ta chỉ hùa để chúng ta lên thôi. Đấy, nếu không chỉ ra được một trong hai nguyên nhân này cho giá xuống, một trong hai nguyên nhân này cho giá lên, thì không bao giờ được đưa nó vào một cái diện là đang lên hay đang xuống. Ở đây có ABC, thị trường phá key level rồi, thị trường sẽ xuống tiếp. Đây là cái mà chúng ta dám đặt tiền vào, vì nó đúng nguyên tắc, đúng với những gì mà chúng ta đang nghiên cứu. Vậy thì đây, chúng ta nhận định nó như là một vùng hồi và thị trường sẽ đảo chiều. Ngặt nỗi là nó mới có 1, 2, 3. 1, 2, 3 này là tượng trưng cho WSY đó các bạn. Vậy thì mới có WSY, thị trường phải lên sóng nữa là sai. Thị trường phải lên một sóng nữa rồi mới được phép đảo chiều là sai. Thị trường nó đảo chiều không phải vì phải có ABC, mà nếu có ABC, thị trường sẽ có một cái thông tin rất lớn về việc đây là đỉnh và nó sẽ đảo chiều. Chứ thị trường nó đảo chiều không vì ABC, vậy thì 1, 2, 3 đã đủ để cho thị trường xuống rồi. Nên đôi lúc chỉ cần WSY như này, thị trường đã có thể xuống rồi. Ủa sao cấn cấn cái gì ta? WSY, để coi nha. WSY thì nói là giá lên, mà đây lại nói là WSY thì lại nói là giá xuống. Sao lúc nó lên lúc nó xuống mà giờ sao phân biệt? Giờ sao phân biệt đây? Đấy, cái điểm này chính là cái điểm phân hóa thị trường này. Bây giờ các bạn nhìn WSY giá xuống, chúng ta có làm sai nguyên tắc của màu hồng không? Không hề. Đây xuống, chuyển màu, đây là hồng cánh sen. Tôi xuống vì anh hồng này bảo tôi xuống, đúng chưa? Màu đỏ này chuẩn bị lên, anh này cũng giống anh hồng này, đều sinh ra từ 1, 2, 3. Vậy thì các bạn tin tưởng anh hồng thì các bạn cũng có thể tin tưởng anh đỏ. Mà các bạn tin tưởng anh đỏ xong thì tiếp tục cẩn thận
sẽ có một anh màu xanh đứng chờ ở trên đang giá xuống. Đôi lúc thị trường nó có một cái hiện tượng là nó xong cái vùng nhỏ này, nó bỏ qua cái bước đệm trung gian này và nó nhảy qua bước này luôn. Đây là một hiện tượng thường thấy, đặc biệt sẽ xảy ra khi bước nhỏ và bước trung gian này nó có một cái bước lớn hơn nữa, thì bước nhỏ này bỏ qua bước trung gian này, sau đó tiến thẳng lên bước lớn luôn. Vì vậy, các bạn sẽ phân biệt hai trường hợp. Thị trường xuống đây, sau đó thị trường có thể lên cũng có thể xuống. Rồi, bây giờ như này nha. Thị trường xuống đây đúng với màu hồng, sau đó lên đây đúng với màu đỏ, sau đó xuống đây đúng với màu xanh. Rồi, chụp tấm hình. Chụp tấm hình nha, cười lên. Chụp sao quên mục tiêu ta đây. Chụp nha, chụp tấm hình. Bum. Đấy, chụp tấm hình nha. Rồi, vậy bây giờ lỡ cái màu hồng này nó xuất hiện xong nhưng không bao giờ có màu đỏ, mà thị trường chỉ cần nhiêu đây kết thúc và nó sẽ tiến thẳng xuống dưới luôn. Chúng ta sẽ có cái kế hoạch này. Rồi, chụp tấm hình nha. Cười lên. 1, 2, 3. Hãy tạm gọi đây là trường hợp số 1. Đây là trường hợp số 2. Vậy các bạn thấy thị trường nó đang di chuyển số 1 này và thị trường có thể di chuyển số 2 này. Dù cho nó làm cái gì thì chăng nữa, số 1 và số 2 không cần phải quan tâm. Chỉ cần quan tâm là màu hồng này xuất hiện ở cả hai cái trường hợp. Thấy chưa? Đây cũng có màu hồng. Vậy thì việc chúng ta làm là sell xuống cái đã. Sau đó lệnh sell của chúng ta sẽ break even. Sau khi thị trường xuống đây, chúng ta đặt cái lệnh vào bear break even. Lúc đó thị trường lên, kệ nó chứ. Lên xong mình tìm sell xuống tiếp. Còn nếu ở đây mà nó xuống luôn, hội càng mừng. Vậy thì đường nào cũng có lãi. Nên để mà trade được trường hợp này, đây là một trường hợp nâng cao. Các bạn buộc phải tìm lệnh ở khu vực này thì các bạn mới có thể thành công trong cái việc sell sớm này. Đấy. Còn lại những bạn mới thì mình có một lời khuyên như sau. Các bạn một chọn một trong hai phe đi. Đã phe này thì không phe kia. Và đã phe kia thì không phe này. Ưu điểm của phe này á là chỉ có một trường hợp xảy ra, sell xuống không có bị nhầm lẫn gì hết, tỷ lệ thắng cao, risk reward cao, tỷ lệ thắng nâng lên vì stop loss của bạn từ trên sẽ dồn xuống như này. Đấy, bị cái là lỡ nó xuống đây nó xuống luôn thì mất cơ hội thôi chứ không có mất tiền. Đấy, ngược lại những bạn này sell đây, sell xong thị trường mà xuống luôn thì lãi to, thị trường mà không xuống luôn nó lên thì cùng lắm là hòa vốn, cùng lắm là bị stop loss. Sau đó lên trên này chúng ta cùng kiếm lại cái lệnh sell đó, chọn một trong hai đi. Thì đây chính là cái cách suy nghĩ. Thì với mình cái việc áp dụng Elliott nó phải nhuần nhuyễn trong cái kế hoạch giao dịch chứ không phải là cứ WSY phải làm gì làm gì làm gì đúng theo cái nguyên tắc gốc của Elliott. Nên để mà diễn tả hết cái này để mà thực hiện được thì nó rất là khó trong một video để mà mình nói với các bạn, đặc biệt là những bạn lần đầu xem video nghe là lùng bùng lỗ tai luôn vì có rất nhiều kiến thức để áp dụng trong này. Rồi chưa xong đâu nha, xong cái này còn xuống M15, còn làm M5, đủ thứ hết thì các bạn sẽ ra được một bức tranh tổng thể đối với Eurobond trung hạn giá xuống. Còn ở yen thì hiện tại mình đang thấy có hai luồng cấu trúc. Đối với những bạn mà follow kèo của mình thì trước hiện tại là đã có lệnh sell ở đây và có lệnh sell ở đây đối với euro và bảng Anh. Rồi, các bạn này chú ý là đối với bảng Anh thì thị trường lang thang dưới đây, xuống thêm xíu nữa là các bạn cắt lệnh cho mình take profit. Euro thì thị trường sẽ xuống thêm một xíu nữa loanh quanh vùng này, các bạn take profit cho mình. Sau đó chúng ta tìm lệnh mua lên. Đối với yên Nhật phía sau, chúng ta muốn mua lên thì chúng ta phải ghép với một cặp phía trước đang có xu hướng lên mạnh. Mà hồi nãy chúng ta nói những cặp châu Âu là xuống mạnh, những cặp châu Á là lên mạnh. Vì vậy chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, đó chính là Aussie New Zealand và
New Zealand Yen và Aussie New Zealand. Ủa quên, Aussie Yen và New Zealand Yen. Trong đó mình đang thấy lực của Aussie Yen là ổn áp nhất. Vậy thì điều kiện cần và tiên quyết đó chính là thị trường phải retest lại vùng đỉnh này thì chúng ta mới tìm lệnh buy được. Còn lại thì các bạn sẽ bám theo lệnh sell của Pound Yen và Euro Yen. Pound Yen thì sắp tới vùng take profit rồi, nên bạn nào mà muốn bám theo nữa thì chỉ có thể bám theo Euro Yen thôi. Nhưng mà với mình ở đây thì nó chạy gần hết rồi, tới đây rủi ro lắm. Nên toàn bộ những cái cặp Yen mình sẽ bỏ qua lệnh bán nha. Mình chưa thấy cơ hội đâu hết, mình sẽ tập trung vào lệnh mua thôi. Ngoài ra chúng ta có một cái cặp thay thế cho cái lệnh mua nữa là cắt yen, phá key level ở đây mua lên cũng được này. Rồi còn nào nữa không ta? Rồi thôi qua vàng nha. Vàng thì thị trường di chuyển như thế này tạo ra một cái key level đẹp. Các bạn có thể mua lên vì đây là ABC. ABC này gọi là ABC tiềm năng, không phải là ABC trên thực tế, vì nó có những cái điều kiện cần để có thể gọi tên nó là ABC. Nên nếu mà chiếu theo các nguyên tắc đúng với lý thuyết thì mình không được phép gọi đây là ABC nha. Xóa. Khi thị trường phá cái key level này thì mới được đặt cái ABC đó vào. Đó. Còn mình đặt trong khuôn khổ video là để chỉ cho các bạn chỗ này có thể là một ABC. Các bạn canh key level phá để sử dụng cái ABC này cho nó tốt. Chứ không phải khi đặt đây là ABC thì chắc chắn cái đáy này nó sẽ dừng ở đây và đáy sau này sẽ thấp hơn đáy trước. Đây là một cái lỗi rất căn bản của các bạn sử dụng ABC. Và mình thấy rất là nhiều rồi. Để mình lấy một cái ví dụ. Đây các bạn thấy nha. Thị trường. Rồi mình sẽ lấy một cái ví dụ này nha. Các bạn sẽ thấy là thị trường chuẩn bị phá vùng đỉnh và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Thì tại cái chỗ này, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, nếu các bạn đặt nó vào ABC thì các bạn sẽ thấy cái hiện tượng là thị trường nó sẽ tiếp tục di chuyển lên. Vì đây vẫn là một mảnh, cái mảnh này chưa kết thúc, nó vẫn đang hình thành, nhưng các bạn vừa nhìn thấy là cái mảng đầu tiên của nó. Nên các bạn nhầm tưởng đây là ABC, hiện tượng này phổ biến. Vì vậy khi sử dụng ABC cần có những cái điều kiện cần và đủ là như vậy. Chứ không, đây chỉ là một hình dạng của WSY nó đang hình thành mà các bạn bị nhầm tưởng. Nên các bạn chú ý trong trường hợp này, mình vẽ ABC là để các bạn chú ý sử dụng cái key level, chứ không phải vẽ là để nhấn định, để khẳng định đây là ABC. Chú ý nha, hiện tại nó mới đủ các hình dạng thôi, chứ còn nguyên tắc thì chưa. Và chúng ta có cái lực lên nhiều, mình thì cũng không ham trong cái việc là vàng lên cho lắm, ảnh hưởng công việc của mình khá là nhiều. Nhưng mà phải thừa nhận là thị trường đang lên như thế này. Vậy thì với mình, vàng sẽ tiếp tục lên khi và chỉ khi phá key level này, chúng ta sẽ tiếp tục mua lên được. Rồi, dầu thì mình đang thấy thị trường, ôi vừa làm daily lúc nói thị trường giá xuống, bây giờ nó xuống luôn rồi. Cặp này phải qua kèo rồi, thôi cặp này bỏ. VN Index thì hiện tại thì mình đang đánh giá thì nước chúng ta có vàng đang tăng trưởng khá là mạnh. Vàng tăng trưởng này nó đến từ nhiều lý do mà nó không đồng bộ với lại vàng thế giới sau khi có sự can thiệp của chính sách nhà nước, thì có sự điều chỉnh khá là mạnh, vài triệu đồng trên một lần điều chỉnh. Điều này khá là kinh khủng đúng không? Chưa bao giờ thấy cái tiền lệ này rớt xuống 6 triệu một lượt. Nhưng cơ bản vàng Việt Nam vẫn đang cao, lạm phát Việt Nam vẫn đang nằm ở mức cao. Khi so sánh với thế giới thì mình thấy là Việt Nam có mức độ lạm phát tương đối, nó không có kinh khủng như những cái nước khác. Vì chúng ta là một cái nước mà có truyền thống nằm sát về đồng bằng, một cái nước mà được lấy là nông nghiệp làm chủ đạo, làm cái mũi tàu. Mà khi mà chúng ta chẳng hạn như các bạn hình dung đây,
các bạn mua khẩu trang á, khẩu trang nó có 30.000 một hộp thôi. Các bạn mua khẩu trang 30.000 một hộp, bây giờ nó đắt hơn, nó có 60.000 một hộp. Nhưng mà mình không nói đến những cái khẩu trang mà nó có những cái tính năng rồi rồi nó quá tốt đi, rồi lọc than chống bụi cái gì đó cả 100.000 mình không nói. Nhưng mà cái khẩu trang mà cái loại thông thường nhất là 30.000 thì ở Việt Nam chúng ta đã có thời gian nó tăng lên tới 600.000 trong thời điểm Covid, đúng không? Vậy thì tại sao bây giờ mà khẩu trang nó không tăng lên 600.000 nữa đi? Tại sao khẩu trang bây giờ không tăng 600.000 nữa đi? Tại vì sản xuất bây giờ có nhiều cơ sở sản xuất, cái nguồn cung nó đã ổn định, nguồn cầu nó cũng đã ổn định. Nhưng thời điểm mà cái nguồn cung nó thấp mà nguồn cầu nó rất nhiều, tạo nên cái cán cán cân bị lệch đi và chúng ta mất cân đối ở điểm đấy, nên chúng ta mới có cái hiện tượng là lạm phát. Vậy thì nước chúng ta là một cái nước dựa vào nông nghiệp, mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày đều phải cần ăn uống. Các bạn có thể bớt ăn, có thể bớt đi chơi lại, bớt đi du lịch lại, bớt làm việc lại, bớt sản xuất lại, mọi thứ có việc bớt lại, nhưng ăn uống thì không thể nào bớt quá mức cần thiết được. Nên chúng ta là một nước nông nghiệp, cái mức độ lạm phát của chúng ta dù gì đi chăng nữa nó sẽ nhỏ hơn những cái nước bên phương Tây phương, nhưng không có nghĩa là sẽ không lạm phát. Bây giờ phân tích cái phần đấy thì nó hơi lạc đề, tại vì thế mạnh của mình không phải là phân tích cơ bản, mình phải thừa nhận cái này đi, mà mình phải mạnh về phân tích kỹ thuật. Và khi đó mình sẽ có một cái tư tưởng ban đầu là trước khi đến với phân tích cơ bản, mình luôn luôn làm phân tích kỹ thuật trước để mình tránh hai cái bộ não của mình nó tự đá nhau và nó khiến cho cái tâm lý giao dịch xảy ra. Nên thường là mình sẽ làm một cái bước mà mình sẽ hướng dẫn các bạn đây, đó chính là phân tích kỹ thuật. Và sau khi phân tích kỹ thuật thì mình mới tới bước phân tích cơ bản. Vậy thì với cái thời lượng video, với cái nội dung của video thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về phân tích kỹ thuật trước nha. Hiện tại thị trường sau một lần sập mạnh, người bán đang nằm ở đây, thị trường có phản ứng với vùng này. Nếu nói về lực thì lực của người bán rất mạnh, vẫn còn. Người mua có tập trung ở đây, chẳng biết đổ đâu, tự nhiên ở đây nhảy lên, ở đây có đẩy thêm nữa và chúng ta có tập trung người mua ở đây. Vậy tại sao không đẩy thẳng lên trên này đi? Người mua đang là vĩ đại lắm mà, người mua đang mạnh mẽ lắm mà, cái lực của người mua nó mạnh, nó chỉ vị trí này thôi, nó đẩy tới đây thôi, nhưng nó không thể nào đẩy lên mãi được vì nó không phản ứng, không có đánh phản phản ánh đúng cái giá trị thật của nó. Tới đây người mua đang mong chờ cái việc là cái mốc giá này đâu đây sẽ có người mua, nhưng với mình không thấy cái hiện tượng này. Ở đây nó đang phản ứng một tí thôi. Nếu người mua phải gọi là điên cuồng nhảy vào thị trường thì thị trường có lẽ bắt đầu nó phải có hình dạng như thế này rồi. Ở đây mình lại thấy là thị trường có lên, lần lên thứ nhì và lần lên thứ ba, tạo cho mình cảm giác là sau 3 lần lên này thị trường không có một tí lực nào để đẩy lên hết, người mua không có tồn tại trên thực tế. Và bên phân tích cơ bản cũng không cho phép thị trường được gọi là cái giai đoạn tăng trưởng như bây giờ. Bây giờ phải rất chọn lọc mới chọn được cái cổ phiếu tốt. Bây giờ phải gọi là làm ăn thực thì mới có cái lãi của doanh nghiệp đấy. Thì các bạn sẽ thấy được doanh nghiệp nào yếu kém là các bạn sẽ thấy được nó bộc lộ ra ngay. Nó không phải giống ngày xưa. Ngày xưa là cứ mua là lãi, mấy bà bán rau mua còn lãi nữa, huống chi các bạn. Nên với cái điểm này thì mình dám tự tin gọi nó là cái điểm mấu chốt của người mua. Đó là key level, điểm mấu chốt của người mua. Đây. Mình đang thấy thị trường nó retest lại vùng này. Nếu gọi là phá thì cũng chưa dám gọi là phá, nhưng nó đang là mấu chốt có retest lại. Người mua có nhảy vào, người mua có hy vọng và người mua có nhảy vào. Và sau khi nhảy vào, người mua lại tiếp tục nhảy ở đáy này, đáy này. Vậy thì người mua đang tập trung tại hai cái đáy này. Với mình thì mình đã hô hào trong nhóm là đã bắt đầu xả hàng hết đi, thậm chí là các bạn có thể đánh phái sinh cho thị trường giá xuống VN30, các bạn có thể sell xuống. Còn mấy cái chứng quyền rồi mấy cái rổ vàng các bạn xả hàng hết đi. Với mình đâu đây sẽ là một nơi mà thị trường bắt đầu
một cái cuộc đẫm máu giá xuống. Trong quá khứ nó đã từng rồi chứ không phải là chưa. Nhớ nhớ hình dạng này nha. Xuống mạnh, hồi lại. Có key level nằm đây. Thị trường có rồi. Xuống mạnh, sau đó thị trường lên và có key level nằm đây. Thị trường sẽ tiếp tục retest cái đáy này 1, 2, 3 lần nữa cho đến khi thị trường cảm thấy cái lực xuống không còn nữa. Đây chưa phá key level nha. Lên như thế này thôi chưa phá. Vẫn chưa phá. Thị trường lại có key level của người mua nằm đây. Đấy, key level của người mua nằm đây. Key level người mua thủng rồi, thị trường ra xuống. Điều này sẽ lặp đi lặp lại mãi. Và tới đây, chúng ta sẽ có key level của người mua nằm trước. Một toán người mua nhảy vào đây và một toán người mua nhảy vào đây. Đây sẽ là nơi mấu chốt để chúng ta sell xuống. Vậy thì với mình đây là nơi để xả hàng hết toàn bộ. Vì trước mắt không biết thị trường di chuyển đâu mà để thả trôi, mà để bắt đầu vào lệnh là một cái điều vô lý. Thứ hai là phân tích cơ bản chưa ủng hộ cho cái việc chúng ta bắt đầu vào lệnh. Kinh tế chưa phục hồi. Thứ ba là đối với phân tích kỹ thuật, các bạn có hai điểm mấu chốt key level nằm đây, tạm thời gọi là retest thì chưa dám gọi là bị phá vỡ, nhưng key level nằm đây rất sát với lại giá hiện tại rồi. Các bạn chỉ cần kiên nhẫn thêm một xíu nữa trong cái việc là chờ thị trường phá qua đây, loanh quanh một cái vùng hồi này, thì đây sẽ là điểm khẳng định cho xu hướng xuống. Người bán sẽ tràn ngập, FOMO sẽ tràn ngập và chúng ta sẽ quay về điểm giá 800 trước khi chúng ta bàn đến cái việc là kinh tế nó có phục hồi hay không. Đây là một cái câu chuyện sau. Thôi thì dưới con mắt của mình, thị trường tệ lắm cũng phải về được 1.000 và phần lớn sẽ về 800. Nếu phải đặt cược một trong hai cửa, mình sẽ đặt cược là thị trường về tới 800. Hay nói cách khác, rổ hàng chốt hết đi, xả hàng hết đi. Còn nếu có mà phái sinh thì phái sinh giá bán. Còn xuống dưới này thì chứng quyền call option hay cái gì đó thì tiếp dưới này sau. Tại vì chúng ta chưa có chứng quyền bán đúng không? Chứng quyền giá bán thì ở cái khung pháp lý của chúng ta chưa có. Ở các nước thì các bạn có thể đánh chứng quyền giá bán rồi put put option. Nhưng ở Việt Nam thì chưa có. Ok. Vậy thì tạm thời mình vừa đi vòng qua thị trường một vòng. Rồi. Ok, còn sót cái nào nữa ta? Đấy, tạm thời là như thế. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like và hãy subscribe để có thể mỗi lần mà mình ra video mới nó sẽ thông báo với các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau.